Xin kính chào toàn thể anh chị và các bác, em là Phạm Hoàn bên Tượng Gỗ Nguyễn Hồng. Và trong video ngày hôm nay em sẽ là đưa lên để giới thiệu cùng với toàn thể mọi người, đó là một mẫu tác phẩm một chú nhất kê với dáng đứng rất là khỏe mạnh và cũng như là trên chất liệu dòng gỗ quý. Thì tác phẩm này của bên em thì có tổng chiều cao là 52, chiều ngang là 39 và chiều sâu là 17. Em giao lưu tác phẩm này với giá chỉ là 8.300.000 đồng. Và em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc anh chị nhé. Và khi mà tiến sát máy quay lại gần tác phẩm thì anh chị cùng nhìn ngắm giúp em, đó là hình ảnh của một chú gà trống này. Đấy, và chú gà trống thì luôn luôn cất một cái tiếng gáy báo hiệu một ngày mới tốt lành và cũng như là một buổi tối xua đi một cái màn đêm rất là u buồn anh chị nhá. Và tác phẩm này thì em đục hai cảnh, đó là những cảnh của bông hoa cúc này và cũng như là cảnh của những bông hoa phù dung rất là mềm mại từ những cánh bông hoa luôn. Và tác phẩm này là tác phẩm hàng đục kỹ và cũng như là tác phẩm bên em đánh xi, hoàn thiện xi lên một cái nước xi rất là trong vắt và cũng như là lên được cái tom gỗ, sờ lên tác phẩm rất là mịn anh chị ạ, mịn như da em bé luôn. Và đương nhiên tác phẩm này thì em đục tứ diện rồi. Đấy, mặt đằng trước cũng đã đẹp rồi thì mặt đằng phía sau cũng không kém phần long trọng. Đây là phía bên đằng sau của tác phẩm anh chị nhá. Đấy, và em cũng sẽ là tiến sát máy quay lại gần thêm một chút nữa để anh chị cùng nhìn ngắm giúp em, đó là phần vẩy của chân của chú gà trống đấy ạ, rất là đẹp. Đấy, đều tăm tắp luôn. Đây là một tác phẩm hoàn thiện kỹ, rất là tuyệt vời. Tác phẩm thì có chiều cao là 52, chiều ngang là 39 và chiều sâu của tác phẩm là 17. Em giao lưu tác phẩm này với giá chỉ là 8.300.000 đồng. Và em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Đấy, anh chị nhìn ngắm video này, theo dõi video này của bên em, thấy tác phẩm đẹp, thấy video hay, tiểu ngộ cho em xin những lượt like đó, và chia sẻ giúp em. Và đặc biệt anh chị nào mà chưa đăng ký thì nhấn vào ô đăng ký và kích vào hình quả chuông để cập nhật những buổi bên em làm video báo giá tác phẩm anh chị nhé. Và anh chị nào quan tâm tới mẫu tác phẩm này thì nhấc máy lên và alo trực tiếp với số hotline của bọn em, đó là 0789 336 318 hoặc 0971 336 318, kết bạn Zalo để em gửi ảnh chi tiết hơn, anh chị nhìn ngắm kỹ càng hơn về tác phẩm để trước khi hữu duyên. Và em xin phép là kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất ạ. Em xin chào ạ.